Em xin chào các bác nhá. Em vừa mới vớ được hai cái đĩa này, các bác, hai cái đĩa tiếng Anh cực kỳ hay luôn. Đây em sẽ cho nhỏ lại tí không đánh bản quyền, tại vì những cái bản nhạc này toàn là những bản nhạc huyền thoại các bác nhá, toàn những bài hát huyền thoại thôi, mà những bài hát cực kỳ nổi tiếng. Các bác không tin, các bác thử search ở trên những cái YouTube ấy, những cái bài hát này nó đạt tầm khoảng ít nhất cũng phải tầm khoảng là 500 đến 700 triệu view, tức là 7 đến 500 triệu người. Còn có những bài hát ví dụ như cái bài này này, bài này nó còn lên tới cả hơn 1 tỷ người xem. Các bác không tin search đúng cái bài hát này, em không nói dối. Lượng xem của nó lên hơn 1 tỷ lượt xem luôn. Bởi vì tất cả hai cái đĩa này em đang xem này. Cái đĩa này nó là 19 bài hát, còn cái đĩa này nó là 17 bài hát. Và từng bài hát trong này đều là những bài hát cực kỳ nổi tiếng bằng tiếng Anh. Đó, không tin các bác, ngay bây giờ các bác cứ thử search cho em đúng cái tên bài hát là các bác sẽ thấy rằng cái độ gọi là kinh khủng của những cái bài hát này. Đấy. Hai đĩa này em báo giá luôn nhá. Thì giá là 100k một đĩa nhá. Đấy, hai đĩa tiếng Anh, một cái đĩa này là 19 bài hát, một đĩa này là 17 bài hát. Hai đĩa là 200 tiếng Anh. Toàn những bài nổi tiếng các bác nhá. Và đĩa này cũng là đĩa của thương hiệu cực kỳ nổi tiếng này. Đây, thương hiệu Sony này. Đấy, còn cái đĩa bên trong này em xem nào. Đĩa bên trong này là của cũng là của Sony này. Hai cái là đều của Sony các bác nhá. Thứ nhất là về thương hiệu đĩa, là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Đấy. Cái thứ hai là về cái nội dung bài hát thì đều là những bài gọi là bom tấn thôi. Toàn những bài gọi là cực kỳ VIP, bài cực kỳ hot. Đấy, mà gọi là gần như bác nào nghe cũng biết về những cái bài này. Đấy, bác nào có thể sử dụng được hai cái đĩa này mà nó là cực kỳ ngon luôn. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Đây. Đây là những cái đĩa này, đĩa từ bên Nhật về các bác nhá, 100% luôn cho các bác. Đó. Đĩa này thì đó là 17 bài. Đây. Em stop có thấy đây, 17 bài các bác nhá. Đấy. Thời lượng là 74 phút 48 giây. Đấy. Nó toàn những bài nổi tiếng thôi. Bác thông cảm nha, cái này em chỉ test một tí thôi, không có đánh bản quyền kinh lắm các bạn. Tất cả những cái tiếng Anh này, bài này, những bài này là bài cực kỳ kinh khủng, những bản quyền có thể làm sập kênh lúc nào không biết. Đấy. Rồi, em sẽ test sơ qua một vài bài như vậy thôi để các bác sẽ thấy nhá. Đây, đĩa này là đĩa 17 bài này. Đĩa này là đĩa 19 bài này. Đó, đây là những cái bài hát mà phải nói là nếu như bác nào mà nghe rồi thì các bác sẽ thấy rằng là những cái bài hát phải nói là siêu nổi tiếng của nhạc nước ngoài, và những cái bài hát này nó còn đạt rất là nhiều lượt view luôn. Đây các bác này, đây chính là bài, cái bài đang nghe này, đây nha. Hoặc là em sẽ dùng cái để phát hiện bài hát cho các bác xem nha. Đó. Đó chính là bài My Love này. Bài này đang là gì ạ? 354 triệu lượt xem này. Đó, toàn là những bài cực kỳ nổi tiếng luôn trong cái phần này. Đây. Và cái này là đĩa của nó là từ bên Nhật về các bạn nhé. Đó, y chang đúng không ạ? Rồi, đấy thì bác nào mà lấy hai cái đĩa này thì alo cho em nhé. Con này thì của nó là 17 bài. À, con này là 19 bài, con này là 17 bài. À, thì làm giá là 100k một đĩa nhá. Đấy.
Và cái này thì nó thật sự các bác là thỉnh thoảng lúc nào gọi là nó có thì nó có thôi, chứ em cũng không hề có đâu. Đấy, không phải là chọn nào quay cái gì cả để mà quay cho các bác. Đấy, nói thật với các bác là vừa rồi gọi là tận cùng của vét tận luôn là 5 cái để cho bác khách bác ấy lấy. Thì là thế nào mà lại hai cái cuối cùng này bác ấy lại không lấy. Thế lại hai cái em tưởng thôi thì có hai cái quay lốt thì thanh lý lốt cho các bác. Thế nào mà lại quay đúng hai cái tiếng Anh luôn. Đấy. Bác có 5 cái thì bác lấy bảo thôi còn đưa tao lấy 5 nốt, 5 cái là hết. Tại vì em vừa rồi em về là 2.000 cái thì đã bán sạch sẽ luôn, không có một cái nào. Đó, và còn đúng 7 cái còn lại. 8 cái. Đây, 8 cái. Còn 8 cái các bác nhá. 8 cái thì là lại dính mất hai cái hỏng. Đây. À còn đâu? Mà 5 cái mới 7 cái này là 9 cái chứ. Đây, 9 cái thì dính mất hai cái này hỏng thì là bác không lấy, bác ở bỏ. Đấy, hai cái này là nó bị mất lắp rồi. Mất lắp thì bỏ đây, lắp vào đây. Đấy thì là còn hai cái này thì ba bảo là thôi không lấy. Bớt lại. Hai cái màu tao không thích. Đấy. Ba lấy là 5 cái màu trắng. 5 cái màu trắng và cái ruột bên trong là nó màu trắng. Đấy. Thế đồng quanh lại hai cái cuối cùng lại thành hai cái tiếng Anh các bạn, em thanh lý lốt thì lại thành hai cái tiếng Anh. Đấy thì bác nào mà chốt hai con này thì alo cho em nhá. Giá là 100k một đĩa. Vâng, xin chào các bác nhá. Hãng của Sony các bác nhá.